Dạ, em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang. Xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Tân Phú của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên con đường lộ đan rộng khoảng 3 mét này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất có tổng diện tích là 2.661 m². Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng đi thông về ủy ban dân xã Tân Phú luôn nha anh chị. Đó, nếu anh chị đi đường này khoảng cách thì nó xa hơn. Thôi để lát mình đi đường bên kia đi. Và cái hướng này á là anh chị ra cái khu di tích của ấp Bắc luôn á. Còn cái hướng ngược lại nè, là cái hướng này anh chị vô trong tỉnh lộ 874, khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà vô tới tỉnh lộ 874 á thì tầm khoảng 500 m là tới nha anh chị. Và vô đó là anh chị đi thông về ủy ban dân xã Tân Phú, ngay đó có chợ, có trường học, có đầy đủ những tiện ích luôn nha, tầm khoảng 1,5 km là tới nha anh chị. Anh chị đi đường này nó gần hơn. Còn anh chị đi cái đường phía bên đây á thì nó cũng vô được mà nó xa. Nhưng mà đây mình ra khu di tích ấp Bắc thì nó tiện hơn. Này, vô trong này đó thì có chợ, có trường học, có đầy đủ tiện ích nha. Và cũng hướng này anh chị cũng đi thông ra quốc lộ 1A luôn. Từ ngay vị trí đất mình ra tới quốc lộ 1A thì tầm khoảng 4 km nha anh chị. Còn mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này. Nó có mặt tiền là 46 m mặt tiền. Nhưng mà nó có rất là nhiều cạnh nha anh chị. Và mình có cái độ xéo vậy nè. Nó mình xéo qua bên đó ha. Là 36 m. Rồi ra ngoài đó nó xéo qua đó anh chị. Rồi nó mới xéo ngược về bên đây vậy nè. Nó xéo qua vậy. Là thêm 41 mét nữa. Còn cái phía sau hậu của mình á thì 73 mét. Qua đó có một cái cạnh xéo 35 mét nữa. Nói chung là nó có nhiều cạnh vậy đó anh chị. Nhưng mà anh chị nào quan tâm á, anh chị kết bạn Zalo với em đi, em gửi cái sổ cho anh chị mình xem cho nó chi tiết luôn. Nó đường ô tô mà giá chỉ có 550 triệu rồi nha anh chị. Em báo giá luôn cho anh chị biết, nếu anh chị quan tâm thì em gửi sổ cho anh chị xem. Chứ nó có mấy cái cạnh lận. Nhưng mà chủ có nói á, nếu mấy cái xéo vậy nè, có một bên chủ bên đây nè, nếu anh chị muốn đổi á cho nó thẳng lại bên đây á thì chủ bên đây cũng chịu đổi luôn nha. Nhưng mà diện tích thì nó cân bằng với nhau. Ví dụ như mình muốn lấy cho nó vuông lại á thì chủ cũng lấy, nhưng mà chủ sẽ nhả mặt tiền bên mình, rồi mình nhả lại cái phía sau hậu cho người ta một đổi á, lấy lại cho miếng đất nó vuông nó đẹp. Nó trong đất mình á thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết. Nhưng mà phía trước của mình có cái view kinh như thế này nè. Nhưng mà cái kinh này thì phía trước này là chủ là không chịu, chủ lại muốn bán riêng. Nói cho nên mình có cái phía mặt tiền của đường đan nè, và cái view mình ngoài tước kinh, nhưng mà mình không được sở hữu. Này của nhà nước mà chủ đồ bán riêng nó hơi khó. Đó anh chị thấy nè, đây là tông đất nè, ngang theo mặt tiền của mình là 46 m. Và để sao ta, để em bước xuống cái cạnh cho nó ấy đi. Rồi mình có cái cạnh xéo vậy nè, là 35. Rồi từ ngay đó nó mới xéo ngược tại là gì phía đây, ngay chỗ cái cây bạch đàn đó là 41. Rồi cái cạnh hậu của mình ha, dài qua đây là 73, nó có độ xéo vậy nè. Rồi 73 ha anh chị, rồi ngay cái mặt tiền của mình. Để em vô trong đây luôn nè. Mảnh này khó giới thiệu quá. Mảnh hơi khó, nhưng mà anh chị quan tâm thì anh chị cũng nên kết bạn Zalo với em á, theo số điện thoại trên màn hình, rồi em gửi sổ cho anh chị xem. Nói chung là nó xấu cái hình đất thôi, chứ cái giá thì nó quá hợp lý luôn anh chị. Giá chỉ có 550 triệu cho 1.000 m², mà giá hết luôn cái diện tích đất mình là 2.661 m², thì em tính hạo thì tầm khoảng 1.463 triệu thì phải ạ. Đó, nó tới ngay miếng này nè anh chị. Cái nó có cái độ xéo ra ngoài này nữa nè, nó thải ngoài này tí xíu nữa. Nó cho nên cái độ xéo bên đây là 35 m. Nói chung là nó có nhiều cái xéo quá. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình luôn. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng đông bắc, cho cô chú anh chị nào hạp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới ngay chỗ mà trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thì tầm khoảng 30 phút, khoảng cách là 23 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 7 phút, khoảng cách là 49 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 38 phút, khoảng cách là 68 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Để bây giờ xem sẽ di chuyển vào phía bên trong đất mình cho anh chị mình nhìn cho nó chi tiết cụ thể bên trong luôn nha. Đó. Đúng ra đường ô tô thì nó không có cái giá này, nhưng mà tại vì do cái hình thửa đất của mình á, nó không được đẹp,
nó có cạnh đó, rồi thành ra nó cái giá chủ cũng kêu bán vậy á. Nhưng mà em quên, nó đất mình là còn đất lúa nha anh chị, do chủ cần tiền bán á, cho nên là chủ không có kịp lên cây lâu năm mà để bán, cho nên là khi thời gian mà gửi sổ để lên cây lâu năm á, sợ có người mua rồi bán không được, thành ra chủ kêu luôn. Nhưng mà khu này á thì lên cây lâu năm được bình thường nha anh chị. Đó, anh chị thấy ha, đây nó xéo vô đây là 35m nè. Đó, 35m. Đó là cái cạnh nó bị đá cái đuôi qua bên đây nè nha anh chị. Mặt tiền mình là 46. Cạnh xéo bên đây á, là 35. Để em tới cái chót hậu rồi em sẽ chỉ cho anh chị xem, coi anh chị hiểu để hình dung không. Chứ cái này em cũng khó có giới thiệu để cho anh chị biết quá. Đó, đây bên kế bên cũng có nhà nha. Nó là nó xéo tới ngay cái mí này đi ha, ngay cái cây dừa nè, cái dừa của mình này nha. Rồi đây nè, đi thẳng ra đây là 73m. Ngay 73m đó rồi nó mới đi xéo xuống vậy một cái nữa là 41m. Ngay vị trí 41m này nó mới đi ngược lại về phía đường ra nữa là 36m nữa. Nó hơi xéo xéo vậy đó. Nhưng mà nếu mà sau này anh chị đổi á, anh chị cắt ngang qua vậy luôn, là cắt đổi cạnh ngoài nha anh chị, cắt ngang chỗ vườn và bạch đàn á, thì nó mới vuông được cái góc đó. Còn cái góc này nó xéo vậy thì cũng tạm được. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Tân Phú của thị xã Cây Lậy tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại là 0395454645, hoặc là anh chị kết bạn Zalo với em theo số điện thoại đó luôn. Rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể luôn. Giá chỉ có 550 triệu cho 1.000m2, mà giá hết đất em tính hạo thì tầm khoảng 1 tỷ 463 triệu. Đó. Được cái mình cũng nở hậu mà nó có cạnh nhiều, nó không đẹp thôi. Đường phía trước mình là đường đan xe ô tô, anh chị chạy vào thoải mái luôn nha. Còn cái đường mình đi thẳng ra đó, ra ngang chỗ cái khu di tích Nam Bắc luôn. Tên đó là đường nhựa luôn nha anh chị. Còn xã Tân Phú thì nó nằm trong hướng này nè, cho nên mình đi cái đường này, vô tỉnh lộ 84 sát bên luôn. Nó xung quanh đây thì anh chị thấy không, mã hay mút tông kia không tính đi, xa quá xa rồi. Còn vòng vòng đây thì em không thấy cái ngôi mộ nào hết nha. Còn đất mình thì chủ mới có đặt dừa nhỏ, nhưng mà tính là đất tống đi. Thì nói chung là tông đất mình cao ráo sạch đẹp, không màu mã gì hết. Nói sau này anh chị về có thể xẻ xéo xuống nhà luôn, anh chị cất nhà cho con, rồi anh chị xẻ xéo qua đây cái nữa, rồi anh chị cất nhà cho cháu, rồi anh chị xẻ xéo nữa, thì anh chị cất nhà cho anh chị. À, được cái mình ra đường tỉnh lộ 84 thì nó khá gần. Còn được cái nữa thì mình cũng đi ra quốc lộ 1A được luôn. Ở đây á, thường lễ Áp Bắc đồ, chiến thắng Áp Bắc á, kỷ niệm á, đây vui lắm nha anh chị. Nhưng mà ở đây thì nó hơi thưa nhàn tí xíu nha, chứ đường ô tô mà có 550 triệu à, giờ chỉ còn có mảnh này ngon, mảnh này à. Nhưng mà đặc biệt là mảnh này mình lên đất vườn rồi lên thổ cư là được nha anh chị. Lên cây lâu năm rồi anh chị lên thổ cư cũng được nữa. Ngay vị trí này chắc thổ cư khoảng 300-350-400 gì 1m2 á. Đó, anh chị thấy ha, nó có cái độ xéo anh chị. Nhưng mà em nói thiệt, anh chị quan tâm anh chị kết bạn Zalo với em đi, rồi em gửi sổ anh chị coi cho nó cụ thể luôn, chứ mình nó nhiều cạnh quá, mình giới thiệu các anh chị khó hiểu quá. Đây á, thì nói chung ra ngoài này cũng dân, mà nó hơi ít dân chút thôi. Chứ ở khu này thì có tiềm năng. Đó, anh chị thấy ha, đây em đi lại đây một đổi cho anh chị mình xem cái phía đường tỉnh lộ luôn. Nãy như em báo 500 hay gì chứ không tới 500 đâu. Nói vô trong cái chỗ qua cái mí sáng đó đó là tới tỉnh lộ 874 luôn. Đó ha. Đó nhà người ta, trong đó cũng có nhà nữa. Anh chị thấy đường dây điện là biết rồi đó. Bên đó cũng có nhà nữa kìa chứ không phải không có nha anh chị. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Tân Phú, thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ ngay cho em nha. Ngang mặt tiền của mình là 46m. Giờ mình có cái cạnh bên đây đi sâu vào là 35. Còn cạnh bên kia nó có hai cạnh nữa, cạnh kia đi sâu 36, rồi có một cạnh xéo lại là 41, và phía sau hậu của mình là 73. Tổng diện tích 2.661m2. Giá chủ đang kêu là 550 triệu cho 1.000m2. Giá hết đất thì tầm khoảng 1 tỷ 463 triệu. Rồi nếu như anh chị thấy phù hợp thì liên hệ cho em ha. Rồi em xin chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.